Xin kính chào các anh chị. Nội dung hôm nay chúng ta sẽ là một cái nội dung tương đối đặc biệt, và nhìn nhận về một cái view lớn. Bên cạnh đó thì cũng có đánh giá về một cái cổ phiếu tương đối hấp dẫn trong cái giai đoạn này để chúng ta có thể nhập thêm vào. Thì AZFIN nhận định rằng là có thể đây là một giai đoạn tích lũy trước một chu kỳ tăng trưởng mới. Và với mỗi một cái chu kỳ, mỗi một giai đoạn tăng trưởng thì nó thường tăng trưởng rất khủng khiếp. Về cơ bản chỉ số có thể tăng trưởng đến vài chục phần trăm, thậm chí có thể lên đến cả 100% nếu động lực thị trường tốt. Trong đó thì các cái cổ phiếu tốt, cổ phiếu hàng đầu thì nó có thể tăng giá từ khoảng độ 50 đến thậm chí 200-300%. Thế do đó rằng là chúng ta cần phải hết sức chú ý trong giai đoạn này và tập trung. Thì giai đoạn này cần phải tập trung bám bảng nhiều hơn. Bám bảng ở đây không phải để là chiết đinh cổ phiếu, mà bám bảng ở đây để là chúng ta nếu có cơ hội đến là chúng ta phải nhặt một cách cẩn thận. Tuy vậy thì cái gì nó cũng có rủi ro của nó. Thế do đó là chúng ta vẫn cứ tuân thủ cái việc không sử dụng margin. Hoặc anh chị nào mạo hiểm hơn thì sử dụng, nhưng sử dụng với cái tỷ lệ ít thôi. Và chỉ sử dụng khi mà thị trường sụt giảm mạnh. Và nếu trong giai đoạn này mà có sụt giảm đi chăng nữa thì về cơ bản nó chính là việc giảm để rồi tăng, chứ không phải là cái việc giảm và đi sâu. Tất nhiên là nó cũng có tỷ lệ, cũng có xác suất thôi. Bởi vì có những cái biến cố trên thế giới nó xảy ra, người ta gọi là biến cố thiên nga đen chẳng hạn, thì không chuyện gì là có thể không thể xảy ra cả, nhưng mà xác suất nó sẽ thấp hơn. Thì lúc đó nếu thị trường sụt giảm mạnh mà trong khi những cái biến cố các thứ nó không có, thì đó là một cái cơ hội tốt để các anh chị có thể gia tăng thêm cổ phiếu. Thì chúng tôi cho rằng là các cái yếu tố cần cho một giai đoạn tăng trưởng mới thì đã đến. Thứ nhất là về cái lạm phát của chúng ta ở đây rất thấp, đúng không ạ? Đến tháng 4 năm 2023 là tăng có 2,81% so với cùng kỳ thôi. Thì năm nay Quốc hội đề ra là dưới 4,5%, thì chúng tôi cho rằng là sẽ có khả năng dưới 4%. Thì đây là một cái mức lạm phát rất là tốt cho các cái nước đang phát triển như Việt Nam. Nếu mà lạm phát thấp quá khoảng 1% hoặc 1,5 hoặc 2% lại chưa chắc đã tốt, bởi vì nó sẽ không kích thích cái việc sản xuất mạnh mẽ. Còn nếu lạm phát cao quá thì dĩ nhiên là không tốt rồi. Đó, còn lạm phát ở tầm Việt Nam khoảng độ từ 3 đến khoảng độ 4,5% là một mức tốt. Hoặc là thấp hơn có thể là 2,5 đến khoảng độ 4% là một mức rất tốt để cho kinh tế có thể phát triển một cách ổn định. Và chính cái giai đoạn này kinh tế của Việt Nam thậm chí còn ổn định hơn ở Mỹ rất nhiều. Chính vì thế cho nên chúng ta đã đi trước so với Mỹ trong cái quá trình gọi là giảm lãi suất. Thì ở đây là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cập nhật ngày 18-19 tháng 5 năm 2023. Thì chúng ta có thể thấy rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm còn có 3,093% so với của Mỹ khoảng 3,5%. Thì như vậy là lợi suất của chúng ta thấp hơn của Mỹ những 0,4%. Điều này cho thấy gì? Cho thấy là các cái nhà đầu tư kỳ vọng rằng nền kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ rất ổn định. Rất ổn định và thậm chí còn được đánh giá cao, cao so với Mỹ cơ, về cái sự ổn định của nền kinh tế. Ổn định chứ không nói về cái xếp hạng sức khỏe toàn nền kinh tế nhé. Thì Mỹ dĩ nhiên là số 1 thế giới rồi, đúng không? Thì đây chỉ nói đến cái sự ổn định và lãi suất thôi. Thì chính cái việc lãi suất đang giảm rất mạnh như này, nó sẽ mở đường dần cho cái lãi suất cho vay và huy động của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ có cái sự suy giảm dần dần từ từ. Và dự kiến là đến cuối năm 2023, lãi suất huy động và cho vay có thể giảm lên đến khoảng gần 2% so với cuối năm 2022. Thì khi đó là mức lãi suất đủ hấp dẫn để có thể kích thích sản xuất mạnh hơn, cũng như là kích thích cái việc đầu tư và các tài sản rủi ro như cổ phiếu, bất động sản mạnh hơn. Tiếp theo là về cái yếu tố cung tiền cho nền kinh tế, thì chúng tôi cũng mới trao đổi với ngân hàng bên một số anh chị em bên ngân hàng nhà nước cho biết rằng là giai đoạn giữa tháng 4 này thì tăng trưởng tín dụng bây giờ là khá là mạnh. Rồi cái việc mua dòng đô la của ngân hàng nhà nước đang diễn ra. Và trong 4 tháng đầu năm thì đã mua dòng hơn 6 tỷ đô la rồi, bơm ra nền kinh tế khoảng độ hơn 140.000 tỷ đồng. Và vẫn còn đang tiếp tục mua đô la. Vì sao lại tiếp tục mua đô la? Đó là dự trữ ngoại hối của chúng ta hiện nay vẫn thấp.
chưa cao, khoảng hơn 90 tỷ đô thôi. Nó chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với mức gọi là khuyến nghị của IMF đó, mức sàn khuyến nghị nhé, nhỉnh hơn một chút. Thế do đó là động lực mua còn rất nhiều. Tiếp theo là cái vấn đề tỷ giá của chúng ta đang rất ổn định và rất thấp, ở mức khoảng 23.480 đồng. Như vậy đây là một cái mức trước, tương đương với trước khi tăng phi mã cuối năm 2022. Các quý vị có thể nhìn thấy cái biểu đồ trên này. Thì ở cái mức này thì rõ ràng rằng là ngân hàng nhà nước mua vào sẽ rất được lợi, rất có lợi và rất tốt. Nó ổn định như này thì nó không khiến cái tỷ giá tăng sốc. Vì sao lại có thể mua được tốt như thế? Bởi vì như chúng ta đã biết thì riêng cái việc là xuất khẩu ròng, tức là xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu của chúng ta đã hơn 6 tỷ đô trong 4 tháng và xu hướng vẫn tiếp tục trong các tháng tiếp theo. Thì chúng ta sẽ đã có thặng dư cái việc thương mại rất lớn. Bên cạnh đó thì cái FDI vào Việt Nam cũng có dấu hiệu là giảm so với năm ngoái, nhưng mà giải ngân 4 tháng đầu năm chỉ giảm 2%. Đấy là một mức tích cực trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu nó khó khăn. Thì từ đó cái đô dồi dào hơn. Ngoài ra cái đầu tư gián tiếp nước ngoài, tức là mua cổ phần vân vân ấy, thì chúng tôi đánh giá là có thể vào Việt Nam tương đối nhiều. Nó lên đến khoảng 5 đến 7 tỷ đô trong 6 đến 8 tháng đầu năm nay, đúng không ạ? Rồi các cái thương vụ rất lớn, ví dụ như là VP Bank bán cổ phần cho SMBC chẳng hạn, lên đến gọi là hơn 1 tỷ đô, đúng không? Hơn 1 tỷ đô, đúng không ạ? Rồi là Vingroup thì cũng bán một phần dự án ở Ocean Park cho bên bên bất động sản Singapore. Thì khi đó thì cũng thu rất nhiều đô la. Thì đô la khi vào Việt Nam rất nhiều ấy, thì cung nó dồi dào khiến tỷ giá ổn định. Thì đây là một cơ hội rất lớn cho ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối nhằm ổn định nền kinh tế. Bên cạnh đó khi tăng dự trữ ngoại hối thì đồng thời với đó là cung tiền ra bên ngoài. Thì theo thống kê của AZFIN Việt Nam thì cung tiền trong năm 2022 là mức thấp kỷ lục từ khi mà có thước đo về cung tiền ở Việt Nam. Nó cho thấy sự khan hiếm rất khó khăn của tiền. Thì 2023 thì đang giải quyết được cái vấn đề này, đang giải quyết được dần vấn đề này. Tiếp theo là về cái margin tại các công ty chứng khoán, về cơ bản là người ta đánh giá là cơ bản đã tạo đáy vào quý 4 năm 2022. Quý 1 2023 vẫn tăng nhẹ và quý 2 2023 dự kiến vẫn tiếp tục tăng. Nó cho thấy rằng về cơ bản là cái khó khăn nhất đã qua rồi. Tiếp theo về cái yếu tố cần tiếp theo đó là định giá thị trường đủ hấp dẫn không? Thì định giá thị trường chứng khoán hiện nay là đủ hấp dẫn. Nó đang ở mức thấp nhất, tức là mức tầm khoảng độ 10% thấp nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán. Thì nó cho thấy rằng đang rất hấp dẫn, đúng không ạ? Thì chúng tôi sử dụng PB cho nó chính xác trong cái giai đoạn khó khăn này. Kể cả PE nó cũng đang nằm ở mức 10% thấp nhất. Thấp nhất nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ trong 23 năm qua của thị trường chứng khoán thì chỉ có khoảng độ 2 năm mức định giá nó thấp như thế này đổ lại thôi, đúng không ạ? Tiếp theo, vậy thì Việt Nam đang ở giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế? Thì nếu dựa vào cái biểu đồ này thì tất nhiên biểu đồ này thì nó cũng không hoàn toàn bao hàm được tất cả các yếu tố của anh chị nhé. Nhưng nó cũng cho biết tương đối. Nếu mà dựa vào biểu đồ này thì có thể thấy nền kinh tế Việt Nam của chúng ta, nếu không có điều gì quá điên rồ, thì chúng ta đi trước Mỹ và châu Âu rồi. Bằng chứng là chúng ta đã có 2 lần hạ lãi suất, đúng không ạ? Lạm phát chúng ta giảm, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta đã có như vậy rồi. Và nếu đối chiếu như vậy thì chúng ta đang ở ngưỡng khoảng 7 giờ anh chị ạ, báo hiệu một giai đoạn tích lũy trước khi thị trường chứng khoán có thể bật tăng mạnh trong một chu kỳ mới. Và những cái rủi ro chúng ta cũng cần phải xét đến, đó là rủi ro gì? Tức là suy thoái kinh tế thế giới hiện nay thì dự báo là suy thoái nhẹ. Tuy nhiên nếu mà nó xảy ra một cái đổ vỡ gì khủng khiếp mà chúng ta không thể lường trước được thì nó sẽ ảnh hưởng cũng khá lớn đấy, đúng không ạ? Thứ hai là ở chính trị thế giới thì nếu có bất ổn quá hay nếu có chiến tranh lớn xảy ra thì cũng tác động phần nào đến Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán. Anh chị lưu ý như vậy nhé. Thế đó thì đấy là cái Việt Nam đang ở giai đoạn nào. Tiếp theo là đó là những yếu tố cần. Vậy yếu tố đủ là gì? Yếu tố đủ ở đây là thứ nhất là thị trường chứng khoán phải có một cái thời gian điều chỉnh đủ dài để những người chán nản đi hết hẳn đi và những người mới bỏ tiền vào, để là cái khối lượng phát hành cổ phiếu rất lớn năm 2021-22 nó tiêu hóa dần hết đi, để cái cầu tiền, cái cầu về cổ phiếu, tức là cầu
tiền của người dân đổ vào chứng khoán nó nhiều đủ đi để nó bù đắp cái việc phát hành cổ phiếu đó. Đó, và cũng để cái hàng hóa, cái cổ phiếu nó chuyển dịch dần từ tay những nhỏ lẻ sang tay của những đại gia, của tay to, đúng không? Và cũng để nó xử lý xong hoặc là giảm bớt đi cái khó khăn từ cái trái phiếu doanh nghiệp, từ cái người ta lo ngại về bất ổn chính trị, về bắt bớ vân vân. Đó, thì đấy là phải cần thời gian, cần thời gian. Và thông thường cái thời gian đó tính từ đỉnh điều chỉnh, nếu mà nhanh nhất thường là khoảng độ 1.5 năm, tức là giữa năm 2000, gần giữa năm 2022 tạo đỉnh khoảng tháng 5 chẳng hạn, thì để nhanh thông thường nhá, trong lịch sử nhanh mất gần 1.5 năm, tức là đến cuối nào gần cuối năm 2023. Nếu lâu thì nó mất khoảng độ 3 đến 4 năm, tức là từ giai đoạn 2012 đến 2016. Thì nhanh lâu thì khi nào nhanh, khi nào lâu thì đến một chu kỳ mới. Nó phụ thuộc rất lớn vào sức khỏe nền kinh tế. Ví dụ như là nền kinh tế chúng ta giai đoạn 2011, 12, 13 rất yếu, lạm phát 20%, đúng không ạ? Tăng trưởng yếu, dự trữ ngoại hối kém, tỷ giá biến động, nợ xấu ngân hàng lên đến mấy chục phần trăm. Thì khi đó nó quá yếu thì nó phải cần một thời gian rất lớn để nó có thể phục hồi. Cũng giống như người bệnh ấy, người bệnh mà bị bệnh nặng, sức khỏe nặng yếu thì sẽ rất lâu phục hồi. Ngược lại, cái giai đoạn 2018 tạo đỉnh vào mùng 1 tháng 4 năm 2018 thì điều chỉnh đến Covid là đến tháng 3 năm 2020, tức là đâu đó cuối tháng 3 năm 2020, tròn đúng 2 năm nhé, đúng 2 năm không cách nhau một ngày nào. Tức là mùng 1 tháng 4 năm 2018 tạo đỉnh thì mùng 31 tháng 3 năm 2020 là tạo đáy và bắt đầu đi lên, tức là 2 năm. Thì giai đoạn nó đi lên nhanh hơn là vì sức khỏe nền kinh tế của chúng ta tốt. Chúng ta có một giai đoạn dài tích lũy rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta không bị lạm phát, chúng ta không bị nợ xấu, chúng ta có tăng trưởng kinh tế tốt, chúng ta có FDI tốt, chúng ta có xuất khẩu tốt. Thế thành ra là trở lại rất nhanh trong vòng đúng 2 năm. Đúng 2 năm. Thì cái giai đoạn sắp tới như nào? Thì nếu mà không có gì thay đổi thì chúng tôi cho rằng sức khỏe nền kinh tế của chúng ta rất mạnh. Thì do đó có thể trở lại sớm trong vòng 2 năm. 2 năm hoặc là sớm hơn 2 năm, 1.5 năm. Đó là những cái đánh giá của chúng tôi là như vậy. Tiếp theo là vậy thì các cái ngành nó thường vận hành như thế nào? Thì thực tế này Zfin cũng đưa ra khá nhiều các clip, ví dụ về 5 cổ phiếu chứng khoán có định giá PB dưới 1 chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi là cũng đưa ra cái lớp gọi là chinh phục cổ phiếu chứng khoán vào tháng 11 năm 2022, để nhằm gọi là đưa ra cái cơ hội để chúng ta có thể là đón đầu được xu hướng. Thì cũng may mắn là cũng có được cái thành quả. Thì MBS, cái cổ phiếu MBS trong báo cáo chiến lược của chúng tôi năm 2023 thì cũng vừa mới chốt lời hôm rồi. Anh chị nào ở đây là tham gia báo cáo chiến lược thì rất rõ điều đó. Thì AZFIN cũng giải ngân tài khoản thực 100%. Mua gì, bán gì, post lên, gửi nhà đầu tư hàng tháng, hàng quý, và mỗi khi mua đều gửi lệnh mua, lệnh bán chụp ảnh màn hình rất rõ ràng lên đó. Đó thì MBS cũng may mắn chốt lời được hơn 53%. Vậy thì cái câu hỏi của chúng ta quan tâm bây giờ là thông thường các ngành nó vận hành như thế nào? Thì đầu tiên thường là ngành chứng khoán, bởi vì đây là một ngành nhạy nhất với thị trường. Thị trường cứ tạo đáy đi lên là lợi nhuận nó tăng trưởng kinh, bởi vì trước khi tạo đáy thì đi xuống thì ngành này kết quả cực kém, thậm chí thua lỗ. Nhưng mà khi đi lên nó không những mà thu được lợi nhuận thông thường mà nó còn được hoàn nhập từ việc là giai đoạn trước âm, đúng không ạ? Thế do đó ngành chứng khoán đi đầu. Ngoài ra thì khi một chu kỳ mới thì thanh khoản tăng, nhà đầu tư tăng, giao dịch tăng, margin tăng thì công ty chứng khoán hưởng lợi đầu tiên. Thế do đó đó là một yếu tố hưởng lợi đầu tiên. Và cái sóng của ngành chứng khoán thì nó cũng thường kéo khá dài chứ nó không ngắn đâu. Đó, thế thành ra là nếu mà thị trường chứng khoán trở lại được như kỳ vọng thì ngành chứng khoán vẫn là một ngành tốt để có thể tăng trưởng. Và nhà đầu tư cũng có thể tham khảo là gia nhập khi mà giá cổ phiếu có những pha điều chỉnh mạnh, đúng không? Thứ hai, thông thường là đến ngành bất động sản và xây dựng, đúng không ạ? Nhưng ngành bất động sản chúng ta thấy cũng có sự tăng trưởng khá mạnh trong giai đoạn vừa qua. Thông thường tiếp theo trong những chu kỳ trước là đến ngành ngân hàng và ngành bất động sản công nghiệp. Tuy nhiên lần này chúng tôi cho rằng là ngành ngân hàng sẽ chậm hơn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì về cơ bản là gần như toàn bộ các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam đã niêm yết, chiếm tới khoảng 40-50% toàn bộ lượng cổ phiếu và chiếm 60% lợi nhuận thị trường. Thế do đó là cái ngành này rất lớn, rất nhiều. Và anh chị có thể thấy khối lượng cổ phiếu ngân hàng nó lên đến 5-6 tỷ cổ phiếu
3-4 tỷ cổ phiếu một một ngân hàng rất là bình thường, và tổng khối lượng cổ phiếu đâu nó lên đến 6-7 tỷ cổ phiếu, nó rất lớn. Thì do đó là nó để nó muốn lên thì nó phải có những cái dòng tiền rất lớn đổ vào, rất lớn đổ vào. Bên cạnh cái yếu tố nó hấp dẫn đã thì phải có dòng tiền rất lớn. Thì do đó ngành ngân hàng có thể là chậm hơn một chút so với các cái chu kỳ trước. Và vì sao cái ngành ngân hàng lại phải chờ thêm nữa, đúng không? Đó là cái việc như này anh chị ạ. Bởi vì ngành ngân hàng không những mà khối lượng lớn đúng không ạ, mà cái tỷ lệ sở hữu của nước ngoài đối với ngành ngân hàng theo quy định là chỉ được giới hạn 3%, trong khi các ngành khác ví dụ FPT chẳng hạn nước ngoài có thể sở hữu 49%, các công ty chứng khoán chẳng hạn nước ngoài có sở hữu 100% được, đúng không ạ? Thế thành ra ngành ngân hàng mà sở hữu có 29-30%, thế thì chính vì thế cái zoom nhà đầu tư nước ngoài trong nước quá lớn và khối lượng cổ phiếu đã lớn, nước ngoài lại chỉ được sở hữu ít, thế thành ra cung nó càng tràn lan đó. Và cái yếu tố nó đi ngang, nó hồi phục vừa rồi cũng mạnh hơn thị trường đấy, nhưng mà nó chậm hơn ngành chứng khoán hay là ngành bất động sản, là bởi vì khối lượng quá lớn chứ không phải nó không hấp dẫn, chứ không phải là nợ xấu nó ảnh hưởng đâu, mà là do cái yếu tố cung cầu ở đây nó quyết định. Tuy nhiên yếu tố cung cầu nó lại mang lại các cổ phiếu giá rẻ cho các nhà đầu tư nếu mà nắm giữ lâu dài, đúng không ạ? Đó thì chúng tôi đánh giá rất cao cái ngành ngân hàng. Bên cạnh đó thì cũng trong cái giai đoạn này thì thường là đến sau ngành chứng khoán bất động sản chạy mạnh, thường đến ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì lần này nó có một cái khác một chút là kinh tế thế giới nó lại chạy sau Việt Nam. Thế thành ra ngành bất động sản khu công nghiệp thì đáng ra là thường nó chạy cùng ngành bất động sản kìa. Nhưng mà đợt này sẽ chạy sau một chút, đúng không ạ? Chạy sau một chút. Đó, thì ngành bất động sản khu công nghiệp cũng là một ngành rất quan trọng. Tức là khi kinh tế chuẩn bị phục hồi thì rõ ràng người ta bắt đầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Thì do đó là người ta sẽ thuê các cái bất động sản khu nghiệp để người ta xây nhà máy, mở rộng nhà máy, đúng không ạ? Thì ngành này được hưởng lợi. Và sau đó là sẽ đến ngành sản xuất và xuất nhập khẩu. Anh chị lưu ý nhé, xây xong nhà máy, xây dựng này, bất động sản này, khu nghiệp này, vật liệu xây dựng này, sau đó mới đến là sản xuất xong đó là xuất nhập khẩu. Đó, thì đấy là tiếp theo đó là đến ngành này. Và thứ tự thứ năm xếp hạng là sau khi sản xuất kinh doanh ok, người dân bắt đầu dư tiền bắt đầu dư nhiều hơn một chút thì bắt đầu người ta lại tăng chi tiêu cho bán lẻ và hàng tiêu dùng. Đó, thì do đó là ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng nó sẽ lại nối tiếp. Thì đây là ở Việt Nam nhé, còn biểu đồ bên này là ở trên thế giới, còn Việt Nam nó sẽ có sự đặc thù khác biệt, đúng không ạ? Và khi sản xuất xuất nhập khẩu đạt đến đỉnh điểm, đỉnh cao thì đó, ngành bán lẻ hàng tiêu dùng sẽ tiêu dùng rất mạnh, rồi nguyên vật liệu cơ bản sẽ tăng giá rất lớn, bởi vì lúc ấy GDP tăng trưởng mạnh nhất mà, thì nguyên vật liệu cơ bản tăng giá rất lớn, ví dụ như là giá sắt thép, giá đá, đúng không ạ, giá than, đúng không ạ, rồi là giá phốt pho, rồi thậm chí giá phân bón, rồi rất nhiều các cái nguyên liệu hàng hóa cơ bản nó tăng giá vào cái giai đoạn này. Và sau cái giai đoạn đỉnh cao của nền kinh tế ấy, đỉnh sau một chút thôi, nó vẫn đang ở giai đoạn đó, thì đến ngành thủy hải sản. Ngành thủy hải sản thường cũng ở sau đó, thì khi người ta tiêu dùng mạnh vân vân các thứ thì thủy hải sản cũng là một cái ngành tiêu dùng, đúng không ạ? Thế thành ra là nó sẽ gần sấp xỉ với cái giai đoạn ngành bán lẻ và hàng tiêu dùng này, đúng không ạ? Rồi sau đó thì mới đến ngành tiện ích như điện nước, bởi vì khi kinh tế tăng trưởng đến mức tột độ rồi, bắt đầu đi xuống rồi, thì về cơ bản là ngành tiện ích điện nước lúc ấy nó mới phát huy tác dụng, nó mới không bị suy giảm, thậm chí nó vẫn còn tăng trưởng nhẹ hàng năm. Thì do đó lúc đó người ta mới chú ý đến cái ngành này nhiều, và ngành này là một ngành sẽ không bị giảm lợi nhuận, thì do đó họ chú ý đến ngành này. Rồi cuối cùng sau khi đó thì rơi vào suy thoái chẳng hạn khó khăn, thì ngành dược và chăm sóc sức khỏe sẽ là ngành được chú ý, và ngành này cũng không suy giảm một tí nào. Đó, thì đây là một cái chu trình các ngành trong chu kỳ của một thị trường chứng khoán, anh chị lưu ý nhé. Thì anh chị có thể tham khảo ở đây để chúng ta có thể vận hành. Tiếp theo là chúng ta đến với một cái cổ phiếu ở tuần này, đó là PHR. Thì chúng tôi cho rằng đây là một cái cổ phiếu có cổ tức cao nhưng mà định giá cũng hấp dẫn. Đó là đây chúng ta dựa vào mô hình kinh doanh và bản chất của Phước Hòa. Thì Phước Hòa có 19.705 hecta đất, đúng không ạ? Campuchia có 7.630 hecta, Việt Nam có 12.075 hecta, đúng không ạ? Tổng của 19.705 hecta này thì cao su là 13.411 hecta, bất động sản khu nghiệp
6.294 ha. Thì cái đất của Phước Hòa ngày xưa nó là rừng rú, nhưng mà bây giờ khi kinh tế phát triển rồi thì nó lại là vùng đất trung tâm luôn ở Nam Tân Uyên, đúng không? Nam Tân Uyên ở đó, ở Tân Uyên đấy, thì đất rất có giá trị và nó chuyển đổi thành bất động sản công nghiệp, và đây là thuộc dạng là mỏ vàng của Phước Hòa. Thì bất động sản công nghiệp thì trước năm 2026 thì kỳ vọng sẽ phát triển 3.864 ha. Bao gồm Nam Tân Uyên 1, 2 thì về cơ bản là họ đã cho thuê xong, chính là cái mã cổ phiếu NTC đấy, đúng không? Rồi Nam Tân Uyên 3 thì về cơ bản là đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được tỉnh cấp cái việc giao đất, nhưng mà rõ ràng họ đã giải phóng rồi, và chúng tôi cho rằng là cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi thì để có thể cho giải phóng mặt bằng. Thì hôm trước tôi có làm một cái clip định giá về cổ phiếu NTC ấy. Thì nếu mà định giá NTC có cả Nam Tân Uyên 3 lên 190.000 thì hôm đó đấu giá khoảng 111-112, thì tôi cũng có khuyến nghị mua ở trên YouTube, thì anh chị nào tìm lại ở trên cái clip ý thì có thể rõ hơn về cái khu công nghiệp Nam Tân Uyên 3 này. Thì thì Phước Hòa này nắm giữ những 33%. Nhiều anh chị bảo tại sao lại không khuyến nghị NTC hôm nay, thì thực sự chia sẻ cùng anh chị cách đây mấy hôm thì chúng tôi cũng định khuyến nghị NTC rồi, đã làm rồi, nhưng mà rất tiếc rằng là trong vài hai ba hôm vừa rồi NTC nó lại tăng mạnh quá, từ 112 mà chỉ trong vài hôm, 3-4 hôm mà nó đã tăng lên khoảng độ gần 150 rồi, thì do đó nó không thể khuyến nghị tiếp được. Thì quay lại cái cổ phiếu Phước Hòa này, rõ ràng nó sở hữu 33% Nam Tân Uyên cơ, bất động sản khu công nghiệp lên nó sẽ hưởng lợi chứ, đúng không ạ? Rồi Tân Bình thì 1.408 ha, thì Phước Hòa nắm 80% cơ. Rồi là V-Ship 3 1.000 ha, thì Phước Hòa nắm 2% lợi ích, tức là mỗi năm thì Phước Hòa có thể ghi nhận khoảng 150 đến 200 tỷ lợi nhuận sau thuế từ V-Ship. Đây là cái lợi nhuận khi vận hành nhé. Còn rõ ràng là Phước Hòa ấy cũng đã nhận tiền đền bù của V-Ship rồi, cho cái diện tích bất động sản khu nghiệp của V-Ship lấy của Phước Hòa. Và anh chị lưu ý nha, V-Ship thì đã được nhà nước cấp phép rồi, bởi vì có các cái dự án như của Lego họ vào đầu tư chẳng hạn, thế thì bắt buộc phải ký giao đất cho V-Ship rồi. Nhưng rõ ràng Nam Tân Uyên 3 với V-Ship là cùng một khu, hai ông mỗi ông một đầu, vậy mà Nam Tân Uyên 3 hiện nay vẫn chưa được giao, thì tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, đúng không ạ? Thì khi Nam Tân Uyên 3 được giao thì lợi nhuận của NTC, nếu được giao sớm thì lợi nhuận nó cho thuê được nhiều ngày và lợi nhuận sẽ rất cao. Và cái Nam Tân Uyên 3 này thì họ dự tính là hạch toán một lần. Thì nếu mà giao trong 2023 thì 2024 lợi nhuận của Nam Tân Uyên hoàn toàn được 800 tỷ. 800 tỷ nhé, quý vị lưu ý nhé. Trong khi bình thường nó chỉ được 250-300, đúng không? Rồi tiếp theo cái khu công nghiệp Tân Lập thì 202 ha, thì Phước Hòa nắm 51%. Đúng không? Rồi là từ 2026 đến 2030 này xa hơn, tuy nhiên chúng tôi cho rằng là sẽ bị delay đấy, chứ nó cũng không nhanh đâu. Ở Việt Nam đặc thù là dự án cấp là sẽ bị chậm, đúng không ạ? Thì là Tân Bình 3 thì dự kiến là 400 ha, Tân Thành là 312 ha, Hội Nghĩa 716 ha và Bình Mỹ là 1.000 ha, đúng không ạ? Thì như vậy là có thể thấy rằng là cái tiềm năng trong tương lai của Phước Hòa này là rất lớn, nó sở hữu cái giá trị tài sản phải nói là khủng khiếp đấy, không hề đơn giản đâu. Bởi vì mỗi một hecta bây giờ cho thuê bất động sản khu nghiệp thì trao đổi cùng anh chị là cái lĩnh vực này thì nó rất khó rút ruột đó. Thì mỗi một hecta lợi nhuận của các doanh nghiệp, biên lợi nhuận của NTC là 70% cơ. Họ cho thuê một hecta bây giờ đâu được khoảng 30 tỷ, tức là một hecta thương phẩm nhé, tức là được cấp 1.000 hecta đất chẳng hạn thì thương phẩm chỉ khoảng độ 700 thôi, 680-700 thôi. Thì một hecta thương phẩm như thế thì họ lãi được khoảng độ 18-19 tỷ lợi nhuận gộp cơ. Và quý vị thấy rằng là Phước Hòa họ sở hữu hàng ngàn hecta, lưu ý hàng ngàn hecta nhé, đúng không ạ? Hàng ngàn hecta. Thế thành ra nếu mà nói về dòng tiền nó có thể mang đến hàng chục ngàn tỷ đồng, chứ không hề ít đâu, đúng không? Mấy chục ngàn tỷ đồng, nhưng mà nó cần phải thời gian nó chuyển đổi và nó thường bị chậm, đấy là cái rủi ro của nó. Thì trao đổi luôn với anh chị là như vậy. Còn về các cái thông số cơ bản thì lợi nhuận sau thuế trung bình 2022 thì có thể giai đoạn 2022 đến 2030 nhé anh chị nhé, có thể từ 800 đến 1.400 tỷ. Còn 2023 này lợi nhuận sẽ thấp, bởi vì do là cái chậm trễ trong việc giao các khu nghiệp, thế thành ra là Phước Hòa sẽ bị chậm lợi nhuận cái khoản đó. Thì năm 2022 lợi nhuận rất cao này cũng nhờ một phần từ hạch toán của cái V-Ship vào rất lớn. Thì 2023 còn hơn 200 tỷ thôi, 260 tỷ thôi, thế thành ra lợi nhuận năm nay của nó là khả năng cao sẽ thấp, đâu đó khoảng độ 600-700 tỷ thôi. 600-700 tỷ thôi thì EPS nó 4.500-5.000 thôi, 4.500 rồi, đúng không ạ? Thì giá bây giờ là khoảng 41.500 đồng. Thì như vậy là cái năm thấp điểm của nó mà PE nó bằng 9 lần,
đúng không? Còn về lâu về dài thì trung bình EPS nó phải 8.000 đồng cơ. Và cổ tức lâu dài trung bình chúng tôi cho rằng phải đạt 6.500 đồng. Có thể năm 2023 này cổ tức đâu đó chỉ khoảng độ 3.000, 3.500 thôi, do kết quả nó thấp hơn tí. Nhưng mà trong tương lai mà khi mà chuyển giao được các khu công nghiệp ý, thì cổ tức nó có thể lên 8.000, 7-8.000 là bình thường, đúng không ạ? Thì về lâu về dài thì định giá PE trung bình chỉ 5 lần, định giá trên dòng tiền 5.4 lần, và tỷ suất cổ tức trên giá lâu dài là được trên 15%. Thì cổ phiếu Phước Hòa này rất là hấp dẫn để đầu tư cả về trung hạn lẫn dài hạn. Và lưu ý với anh chị, rủi ro lớn nhất của Phước Hòa ấy, đó là kinh tế khó khăn suy thoái, đầu tư FDI kém, thế thành ra cho thuê bất động sản công nghiệp sẽ chậm lại. Cái rủi ro thứ hai là cái rủi ro pháp lý nhà nước, tức là cái việc bàn giao đất cho các cái khu công nghiệp này thì nó có thể chậm hơn so với tiến độ rất là nhiều. Ví dụ như NTC3 kia đã chậm mất hơn 5 rồi đấy, và dự kiến là phải chậm mất 2 năm. Đấy thì lưu ý đối với các anh chị là như vậy. Thì cổ phiếu Phước Hòa này định giá như nào hợp lý thì chia sẻ cùng anh chị, nếu mà định giá theo giá trị tài sản ròng và sau đó chúng ta chiết khấu đi khoảng độ 30-40% so với cái giá trị tài sản ròng định giá nhé, tức là quy ra giá rồi lại chiết khấu 30-40% thì giá nó cũng tương đương với khoảng độ 80.000 một cổ phiếu. Còn về chúng ta đầu tư trước mắt ấy, thì trong cái năm nay ví dụ nếu đạt mục tiêu khoảng trên 50.000 thì chúng tôi cho rằng là cũng là một cái cơ hội chốt lời tốt, trên 50.000 chốt lời tốt. Còn nếu không anh chị cầm rất lâu dài để các anh chị hưởng cổ tức thì các anh chị có cầm thể cầm hướng đến 70-80.000 thì các anh chị bán. Ở trong quá trình ý thì chúng ta cũng đều nhận cổ tức rất cao, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 một năm cơ mà, đúng không ạ? Thì trên đây là những cái trao đổi của tôi về cái cổ phiếu Phước Hòa, cũng như là về một cái view lớn đối với một cái chu kỳ có thể đang hình thành để cho 2024-2025 có thể sẵn sàng cất cánh một cách rất mạnh mẽ. Và các anh chị lưu ý lúc xuống nó mạnh như nào thì lúc lên nó cũng khủng khiếp đến như thế, thậm chí hơn rất nhiều. Thế thành ra là những lúc như này chúng ta không được bi quan, mà chúng ta cần phải tập trung hết sức để có thể tích lũy các cái cổ phiếu tốt, đẹp cho lâu dài. Và các anh chị muốn đồng hành cùng AZFIN như thế nào thì xin mời các anh chị cứ comment bên dưới. Anh chị nào muốn gọi là tự mình đọc vị được cổ phiếu thì anh chị có thể đăng ký với bạn S thông qua cái Zalo 0977 522 860 để có thể tham gia lớp đọc vị cổ phiếu. Chắc là chỉ trong vài tháng nữa chỉ có một khóa như thế thôi. Thì đâu đó nó khai giảng vào ngoài 20 tháng 5 hoặc là đến đầu tháng 6. Đó thì mời anh chị tham gia, thì lúc đó mình có thể tự chủ và mình có thể tập trung nghiên cứu, đọc vị và tìm ra những cổ phiếu tốt để cho một cái chu kỳ mới tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng nó cũng không kém giai đoạn 2021-2022 đâu. Đó, thì đấy là những cái trao đổi cùng anh chị. Có anh chị nào muốn thường xuyên trao đổi liên tục, có thể hàng ngày, thì các anh chị có thể đăng ký vào cái group đầu tư giá trị năng động. Thì ở đó thì hoàn toàn miễn phí đối anh chị tham gia đầu tư, đặc biệt là khách hàng của AZFIN Việt Nam. Anh chị nhé, thì xin mời anh chị. Có gì thì anh chị cứ trao đổi cùng AZFIN Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào tuần tiếp.